Bữa nay mình làm cái món chả tôm, chả giò gam, chả gan gam tôm. Ở đây mình có nửa ký thịt xay, hay vô 400 g tôm. Ở đây có tỏi, củ hành, xào tôm. Đầu vô này mình xào tôm trước đi, phân nửa tỏi đi, nửa củ hành cho nó vàng lên đi. Cái này mình chừa lại một cái phân nửa để mình xào thịt. Mình cho đường vô nha các bạn. Đây. Mình cho 4 muỗng đường, nửa muỗng muối, rồi mình cho tôm vô vào, mình rút ngắn thời gian lại các bạn. Tôm này là mình cắt đầu hết rồi mình rút chỉ nó ra, tại vì nó rút chỉ nó lâu á, mình không có để mình quay cho các bạn coi. Là mình xào cho nó chín con tôm nha mọi người ơi. Mình xào cái con tôm này cho nó khô lại nha các bạn. Muốn khô lại nè, cho nó khô lại, nó ráo nó thấm vô con tôm. Tỏi, tỏi nãy mình còn chừa lại đó, tỏi, củ hành. Cái mình xào hết cái phần thịt xay này. Nửa muỗng ngọt, một muỗng hạt nêm, bỏ xíu muối, tí tiêu. Mình xào xong rồi nè, bây giờ mình đổ ra cái gây này cho nó ráo nước để thôi mình cuốn vô nó bị ỉ. Cho nó ráo thiệt là ráo nước. Cán này nè, miếng cán củ chi nè, này mình xào tôm xào thịt rồi chưa. Thịt mình để cho ráo cho khô, nướng lại nè. Để mình cuốn á, mình sắp xong cái thịt ở trong á, cái mình để lại con tôm ngoài. Chán này là bánh chán của chi. Đây các bạn, mình cuốn nè, rồi phần còn lại mình cuốn tiếp nha các bạn. Mình cuốn chả giò xong rồi, giờ mình đi chiên. Rồi đi chiên, chiên cuốn nãy giờ được con dĩa này, bây giờ mình chiên nha.
các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký like cho kênh Bích Huỳnh Món Ngon Miền Tây nhé.